Ôi, ý gì? Việc nhẹ lương cao là đây các bạn. Quá đã, quá đã. Ồ, hai thợ xây à? Hai thợ xây, thế thì nâng thằng kinh đi nhỉ. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Thực sự là khi các bạn nhìn vào video, nhìn vào ngôi làng này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều tin nhắn của anh em đã nhắn nói với mình là anh ơi làm về Tha Hôn 8 đi. Và thực sự là trong thời gian gần đây có rất nhiều người chơi, các bạn bắt đầu chơi lại ở những nhà chính cấp thấp và mua rất nhiều gói dân của mình. Và khi mà anh em lên nhà chính Tha Hôn 7 thì các bạn đầu tư luôn cả cái vé vàng rồi. Thì anh em nó có nhu cầu mua vé vàng này hoặc là những gói gem ưu đãi ở trong này thì liên hệ ngay Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về chủ đề đó chính là Tha Hôn 8 đúng như yêu cầu của các bạn luôn. Bởi vì cũng mình nhận được yêu cầu của anh em làm Tha Hôn 8 là rất nhiều. Nên mình sẽ quất luôn. Quất cho phấn khởi luôn anh em ạ. À. Rồi đi về. Về trên này cơ mà. Múc cho nó đủ hết tường này. Rồi. Ok, đi đến đây. Rồi, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm combo với Tha Hôn 8 đó chính là rồng với cả sét. Thì các bạn biết rồi, khi mà các bạn ở nhà chính Tha Hôn 7 lên, anh em cũng đi farm bằng đơn vị rồng này, hoặc là anh em nào mà có ý định bay cúc thì các bạn cũng đã quen với combo đánh rồng rồi. Thì nhiều anh em mà nếu mà bay cúc cao thì các bạn chơi rồng với cả cuồng nộ hoặc là chơi với cả sét. Thì như mình hiện tại mình sẽ chơi với sét. Thì cái combo này đảm bảo cho anh em tấn công được cực kỳ ngon nghẻ luôn. Vâng, lâu lắm rồi mình không tấn công cái arc này, nhưng mà các bạn nhìn vào cái lốc này các bạn có thể thấy là mình toàn đánh rồng. Và các bạn thấy là 3 sao là bình thường mà. 18 ngày là mình chưa đánh ở cái arc này. Thì anh em nhắn tin làm về Tha Hôn 8 cái là mình quyết tâm làm luôn cho anh em. Hiện tại thì mình không đủ tài nguyên để nâng quá nhiều đồ chơi à, thì mình cứ sử dụng mấy cái ít ít này rồi mình làm tiếp. Mà có thuốc thợ xây ở đây thì mình chơi luôn. Rồi mình sẽ cũng sản xuất lính nhanh luôn này. Rồi. Và mình có thúc tướng không? Có thúc tướng, mình cộng luôn thúc tướng, mình chơi luôn thúc sức mạnh. Đó, tất cả của mình trong video này đều là max cấp độ ở nhà chính Tha Hôn 8. Và bây giờ, let's go anh em ơi. Đấy, wow. Một phát ăn ngay ạ. Vâng, một phát ăn ngay. Nhà này không đánh giang hồ cười. Vâng, gì chứ để giang hồ cười là dở rồi. Ok, quất này. Anh em lưu ý là cứ tấn công vào chỗ nào có cây air defense, múc trước cho mình cái. Chỗ nào có air defense là anh em đầu tư múc vào cho mình cái. Ok nha, trong này có gì? Trong này có Bloom đúng không? Thì tạm thời chúng ta sẽ cho King đi bên này. Ăn cái kho này sẽ hơi bị đầu lâu đấy. Rồi, rồng lửa giải hết ở đây các bạn. Và áp sát vào. Áp thật sát vào. Áp thật sát vào đơn vị trung tâm phía trong đây. Và tạm thời cái góc bên này này có chơi này, đó bị cái air defense mà nên là sẽ đầu tư nhiều hơn, đầu tư nhiều balloon hơn ở cái cánh bên này một chút xíu. Cung bên kia là mình cứ rải rải thôi, cứ chỗ nào thả được cung mút được gì cứu anh em thì mút. Phải nói là những cái mỏ này rất là căng. Thanh niên kinh đã bay màu và bây giờ chúng ta chỉ... ôi cái air defense không nằm, nguy hiểm thật sự chứ. Nguy hiểm thật sự trong trường hợp này các bạn. Rồng không quay xe. Rồng không quay xe trong trường hợp này. Càng vãi đạn nữa. Và nếu mà các bạn thích thì anh em cũng có thể chơi bằng đơn vị đó chính là lính bộ. Thì nó cũng là rất khỏe. Ui giời ơi. Còn đúng một cái air defense trong trường hợp này thôi. Và tớ sẽ dành cái đóng băng lại cho cái đám rồng trên kia, ba con trên kia. Vâng, rồng dưới này quay xe. Rất căng mà nhà Tha Hôn 8 này cực kỳ giàu ạ. À. Ôi bạn ơi. Khó rồi, khó rồi, ca này khó rồi. Ca này khó lìa rồi bạn ơi, bởi vì nó sẽ còn phải ăn cái này nữa. Nó đứng nó đốt thằng kinh thế này cơ mà. Đau đầu thật sự chứ. Chơi ai không chơi, đi chơi đốt thằng kinh dở hơi thật. Ôi bạn ơi, do bạn chưa chơi đồ đấy bạn ơi. Thốn thốn quá thốn. Ấy rồi ơi. Ấy bạn ơi. Ơ.
Vâng đúng, em rồng hết máu. Trời ơi không để ý rồi. 95% ạ. Nhưng mà đây là một nhà quá giàu anh em ơi. Không sao, lần 18 ngày không đánh nó khác với cả ngày nào cũng đánh phải không anh em? Động viên mình bằng những lượt like, share, chia sẻ video nha. Các bạn có nhu cầu gì về vé vàng hoặc là những cái gói ưu đãi thì nhanh tay liên hệ mình. Và anh em muốn làm gì cứ nhắn tin. Còn bây giờ chuẩn bị đạn, chiến tiếp nha. Ui giời, nhà giàu như thế này thì phải vụt thôi các bạn ơi. Uy tín luôn. Như thế này là phải chơi luôn. Đấy, 4 công trình ở đấy đúng không? Bây giờ chúng ta chơi tiếp bên hông này nữa. Wow wow wow. À, chơi như thế nào bây giờ đây này? Như thế nào để cho nó uy tín đây anh em này? Rồi, vào hết luôn. Rồi, trận này chúng ta không chơi kinh. Trận này không còn kinh nữa đâu. Nên là cứ xúc thôi. Vâng, tới đâu thì tới. Vâng, quẩy lên. Đúng rồi, lút lút. Bị sập mất một cái kìa. Cái Edifan còn có một xíu máu thôi. Anh em ơi. Vâng, bẻ lái rồi, bẻ lái khá căng trong trường hợp này rồi. Bịt lại, bịt lại, bịt lại, bịt lại. Ôi dồi ôi, bịt không biết nó có vào kịp không ấy chứ. Nhảy, nhảy, quá nhảy. Ôi bạn ơi. Ăn đi rồng kia, rồng ơi thổi nó. Rồng ơi cố lên. Đơ. Vẫn chưa nằm xuống ạ. Vâng, bầy rồng của tôi nằm chứ cái e không nằm rồi. Đi bốc thần kinh thì nhọc lắm. Rồi bạn ơi. Uy tín luôn bạn ơi. Vâng, đánh không 3 sao thì không phải gọi là rồng của chúng ta đúng không? Chất lượng lắm. Đây combo farm sướng nhất và khỏe nhất ở Town 8 mình thấy. Chứ còn đánh Archer rồi đánh Barbarian thì nó cũng đỡ hơn về tím, nhưng mà khả năng khỏe và càn thì không bằng rồng được. Nó bá đạo lắm anh em ạ. Nhà này là tường cũng cứng hết ở nhà chính Town 8 rồi chứ còn gì nữa đâu. Uy tín luôn bạn ơi. Đừng tiếc gì lượt like, chia sẻ kênh nhà Cari Gaming bạn nhá. Ui rồi, tài nguyên 570.000, 2.800 quá đã. Ok, nhà này hơi ít dầu đen nhưng mà thật không sao. Cũng được, cũng đủ xài các bạn. Đối với những kiểu nhà như thế này thì anh em cứ nện vào chỗ đây. Ăn cái thổi gió luôn cho tôi nha. Uy tín này, một hit nữa, nằm. Rồi, như vậy là đã xong một cái e kia. Thì ở bên đây là vâng thả vào cái chỗ nào cho nó ăn được thêm. Như vậy là chỉ có cái e này là ăn được thêm A chờ một chút xíu rồi. Ok, cũng được, tạm tạm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn đây. Thanh niên kinh thì chắc chắn không vào đấy để ăn được rồi. Đây, một blue vào. Tiếp tục là thêm blue ở bên đây. Còn kinh ở bên kia. Để xem là tôi phải chưa giờ bây giờ tôi phải tìm bốn góc xem có đồ chơi gì không. Rồi, như vậy là bầy rồng đang rất ngon và gồng luôn kinh. Thả một ai chờ bên này thì bị mất, bị nó thịt mất, thôi không sao. Như vậy là còn đúng một cái air defense ở đây thôi. Thịt nốt, bắt được luôn, áp đất xác.
Vậy, kinh của đội bạn cũng chỉ 4 thôi. Này, ra đây tớ thui hết. Ra đây bạn ơi, tớ thui bạn hết sạch luôn này. Kinh nướng. Vâng, kinh nướng mà không hiểu vì sao bị nướng. Combo rồng nó rất khỏe các bạn nhá. Khi mà set nó chỉ còn có một slot thì việc các bạn chơi lính rồng bây giờ nó một combo bá rồi đấy. Mà nó cũng không quá khó đâu. Bởi vì nếu mà đánh lính bộ thì anh em còn phải mở tường, thả bom cho các thứ. Chứ còn rồng thì cứ nhắm một cái e, ngắm nghĩa và thổi gió là xử lý thôi. Và theo mình nghĩ thì rồng nó một combo rất chất. Ở nhà chính tao hơn 8-9 này nữa. Và trong đợt update vừa rồi thì cũng có được nâng máu lên cho rồng 4 đấy các bạn. Quá ok luôn chứ còn gì nữa. Thoải mái ở đây vừa mới nhận được cái gì ở trong nhà này đây này. Đấy, gem lấy thôi. Ui, một loạt đồ chơi gem này. Ui, quá đã bạn ơi. Tưởng gì chứ đánh cái này thì dễ lắm. Gem đầy mồm luôn. Ok bạn nhá, sắp sửa lòi ra đây rồi thì sẽ nâng tiếp thằng kinh được đấy các bạn này. Nâng kinh rồi sau nâng Barak để mở tiếp con PK. Anh em muốn combo PK hay là gì thì comment ở phần bình luận phía dưới để mình biết. Ra tiếp phần sau nha. Ui giời ơi, đây mới là xứng đáng một trận farm giá trị để anh em ấy. 700.000, 2.800. Wow, quá đã mà chắc chắn nó phải để cho thanh niên kinh ở đây nó bục mấy cái này rồi. Chứ tội gì mà chúng ta đầu tư để lấy cái khác nhỉ. Trời ơi, quả đã Pepsi ơi. Ấy trời ơi. Này trụ Wizard của chúng tôi này. Bế nó đi hết. Vâng, thanh niên này trồng cây. Ừ thì trồng cây. Còn gì nữa đâu. Thì còn lại gì nữa đâu. Giờ thì đành mất em. Riêng mình tôi đợi chờ. Người ơi hãy tin anh này mà em đến đây đi. Ngàn hoa lá đang thay màu mà em thích màu gì. Lần này không cần sử dụng lính hội thành nhưng mà vẫn mút hết. Vâng, cảm ơn bạn. Cảm ơn người trồng cây. Người xây nên những ước mơ tăng thêm oxy cho bầu khí quyển trên trái đất của chúng ta. Và bạn ấy đã nhường toàn bộ tài nguyên của bạn cho mình. Cảm ơn bạn. Một tinh thần rất là tuyệt vời. Một tinh thần mà có lẽ nên nhiều bạn học tập để mình tiếp tục được đi farm những nhà nhiều giàu như thế này. Đỡ mệt các bạn nhá. Anh em nào mà cứ như thế này thì vâng, đang xem thì thoát cái ạc của các bạn đi. Để tớ gặp tớ bục luôn. Đấy, anh em có thích gặp những cái nhà như thế này không? Thì hãy comment ngay ở phần bình luận phía dưới. Chứ còn mình thì gặp những cái nhà này thì đúng còn cái bay không thôi. Cho bạn ấy thành cái sân bay luôn. Đấy. Chứ bạn đã xây như thế này là cũng muốn để cho mình lấy cái tài nguyên đi cho nó đơn giản. Ôi ôi, easy. Việc nhẹ lương cao là đây các bạn. Quá đã. Ồ, hai thợ xây à. Thế thì nâng thằng kinh đi nhỉ. Nâng luôn, nhà mình có điều kiện mà. Rồi bây giờ thiếu gì, ui, nâng balloon lên, đúng rồi. Nhà mình còn rất nhiều đồ chơi, nâng cái kho lên. À không, từ, đây, nâng cái này lên, 5 giờ nữa. Ok, thoải mái thi đấu. 27 phút nữa cho đấy. Anh em ơi, nếu các bạn có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay những gói ưu đãi gì thì nhanh tay liên hệ Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhá. Ôi giời ơi, lại lấy cái free này và chuẩn bị vâng lại dư ra thôi. Thanh niên kinh kia thì sẽ nhanh sớm trợ là có quà tiếp tục thôi. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video sắp tới của mình. Và muốn làm gì nữa, cứ comment phần bình luận phía dưới nhá.